Chào anh em à, chào anh em đến với Cua Miếng Xanh. Thì trước mặt anh em đây đây là cái hộp nuôi cua 2 ngăn, mình có thể nuôi được 2 con cua nhỏ. Thì cái mẫu hộp này thì rất là nhiều anh em ở miền Tây mình rất là thích nha, vì nó có thể nuôi được 2 con cua yếm vuông, hoặc là chúng ta nuôi một con cua Y3, Y5 hoặc là cua bùng á, thì chúng ta sẽ gỡ cái ngăn này ra. Ok, thì cái hộp này được thiết kế theo 3 đường nước đặc biệt ha. Thì đường nước đầu tiên là đường nước cấp nước vào á, thì nó sẽ là P21. Đường nước này là đường nước canh mực nước trong cái hộp. Thì cái mực nước canh nó sẽ có 2 mực nước, thì cái chốt này nó sẽ là 2 phân, nếu mình để cái van này lên nữa là nó sẽ là 4 phân ha. Rồi tiếp theo đó là cái đường nước này, đường nước xả đáy nha. Đường nước xả đáy này cũng là phi 34 luôn, thì mình có khi mà mình cần thiết mình vệ sinh cái hộp á, thì mình sẽ mở cái van xả đáy nha. Rồi cái hộp này á, thì toàn bộ bằng nhựa hết nha, có cái van này cũng bằng nhựa luôn, rất là bền, và cái màu nó cũng đặc trưng của bên cua biển ha, xanh nó là màu hơi xanh xanh ha. Rồi về phần ống xả thì ở đây mình sẽ đi cho nó là một cái co 34 ha, ít cái T34, chứ mình gác cái T34 đây, đây cũng một cái T34 luôn. Ok, thì cái hộp cua nhìn chung thì nó cũng rất là cứng cáp ha, và lắp đặt cũng rất là dễ. Thì những clip sau thì anh em sẽ đi lắp đặt và quay cho anh em xem cái cách lắp đặt làm sao cho nó nhanh nhất và hiệu quả ha. Ok, bye bye, chào anh em.